Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Nay thì em lại giới thiệu với bác một cái mẫu vang phải nói là cực kỳ là hay trong tầm giá nhé, rất hay luôn đấy. Và những cái mẫu vang này thì em sẽ bao test khi các bác mua nhá, em bao test luôn khi các bác mà còn lăn tăn hay là còn nghi ngại về cái vấn đề cái chất lượng sản phẩm đấy, thì em bao test, các bác test thử trực tiếp hay thì mới thanh toán, hoặc là các bác có thể so sánh với những cái dòng vang khác cùng tầm tiền đấy, không hay hoặc là chỉ cần hay bằng thôi các bác hoàn lại cho em, được chưa? Đấy, bởi vì cái dòng vang này như đầu video đã nói luôn này, cái dòng vang này nó rất là hay, đến từ thương hiệu là ZA nhé, và mã của nó là FX999S đấy. Cái dòng vang này thì nó được trang bị là chip nhân, đấy, các bác có thể thấy này đấy, chip nhân nhá, DSP nhân 2 đấy, mỗi một con chip của nó là 24 bit nhân 2, nó lên là thành 48 bit cơ. Thật sự là cái chip chip xử lý của nó cực kỳ là mạnh đấy, chip xử lý rất mạnh nha đấy. Và cái dòng vang này thì để mà nói anh em nào cũng có thể chỉnh được đấy, anh em nào cũng có thể chỉnh được. Đây các bác có thể thấy rằng này đấy, chép này, mid bass của nhạc em để nguyên này, chép mid bass của mic em để nguyên này, chép mid bass rồi rebeat delay em để nguyên, tức là đây là em tất cả đây là em chưa có can thiệp gì cả, em chưa chỉnh gì luôn đấy, chưa can thiệp cũng là chưa chỉnh, thế nhưng mà nó cho ra cái tiếng mic nó cực kỳ là phê luôn nhá. Đây đấy, bằng chứng này em sẽ test luôn cho các bác nhá, đây test luôn nhá. Đây đây, có thể là khi máy on luôn thì cũng lên đó, đây 1 2, đây là hết tiếng rồi. Đây, bởi vì sao em phải nói em phải làm như vậy, bởi vì là em không test thử như thế thì các bác lại nghĩ rằng là em sử dụng cái chiếc vang khác đó. Vì nhiều anh em nghi ngờ lắm, bởi vì làm gì có chuyện vang mà chưa chỉnh mà đã hay như thế rồi, đúng không ạ? Thì đây em chứng minh cho anh em luôn, đây em sẽ vặn lên này. Đây 1 2 3 4 5 6 7, tiếng nó quá hay, quá có thể thấy có tiếng echo hay không. 5 6, làng quan họ quê tôi, tháng riêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi. Đây, một có thể không? Cái tiếng mic nó cực kỳ là phê, là dễ hát đấy. Đó. Chưa hết đâu. Đấy, chưa hết ở cái chiếc vang ở đâu, còn rất là nhiều điều thú vị nữa. Bắt đầu chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiếp nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó là có xử lý là chip nhân này. Thứ hai nữa là về cái tiếng echo, tiếng mic này cực kỳ tuyệt vời. Và thứ ba, bây giờ em test cái khả năng chiều hú nhá. Đấy, volume em vẫn giữ nguyên đúng không? Tiếng rất là to luôn này. Đấy, tiếng rất là to luôn nhá. Đây, em để mic rất gần loa và em test chiều hú nhá. Các bác thấy không? Không lo hú rít luôn. Đấy, xử lý chiều hú của nó quá tuyệt vời, đẳng cấp ạ. Đúng không ạ? Một chiếc vang giá rẻ mà độ nhạy rất là cao mà xử lý chiều hú rất tốt nhá. Đấy, thì đấy đến là cái điều thứ ba mà các bác nên mua. Thứ tư là cái con này nó sẽ có được trang bị là Bluetooth 5.0. Đấy, trang bị Bluetooth 5.0 nhá. Rồi có đầy đủ cổng USB để anh em có thể là nghe nhạc chuyên nghiệp nhá. Có cổng USB để anh em có thể là nghe nhạc chuyên nghiệp. Đấy, những cái dòng nhạc nốt nét mà anh em mua những cái dòng USB ở trên thị trường bây giờ họ bán rất là nhiều. Những cái thiết bị USB để tức là cái USB nó sẽ tích hợp nhạc chất lượng cao sẵn ở trong USB đó. Nhiều anh em sử dụng lắm các bác ạ. Đấy, và các bác muốn nghe nhạc chất lượng cao thì có thể sử dụng USB. Đấy, ví dụ như là Bluetooth thì chúng ta nghe trên điện thoại đây này. Rồi đường hoa sen hoặc đường cổng quang thì chúng ta nghe trên TV đúng không? Đấy, thường thì TV hay trên điện thoại thì muốn nghe những beat chất lượng cao rất là khó. Phải không ạ? Cho nên là nhiều anh em đã thay thế những cái thiết bị nghe nhạc của mình bằng một chiếc USB cắm vào đây. Đấy, nó xử lý cái tiếng nhạc cực kỳ chuẩn. Rất là hay các bác nhá. Đó là điều thứ ba. Thứ tư là con này nó sẽ có một cái màn hình. Đấy, màn hình của nó thì màn hình thông minh nhé. Tức là nếu như không cấp tín hiệu vào thì nó sẽ là màn hình màu xanh này. Còn khi mà cấp tín hiệu vào, đấy thì nó sẽ là, ví dụ em bật mic lên này. Đấy, em chỉ cần gõ thôi nó sẽ lên thay đổi màn hình nhé. Đó, có thể không? Màn hình cái cảm biến của nó rất là nhanh. Cảm biến rất là nhanh, khi mà chúng ta không sử dụng tín hiệu nữa thì nó sẽ hiện cái màn hình chờ. Đấy là cái chức năng này nó đang, tức là nó hiển thị màn hình chờ thì nó sẽ là báo rằng cái chiếc vang đang tạm nghỉ nhé. Đó, như thế này nó đang nghỉ, là không có chơi nhạc cũng như là không có chơi mic. Đó, rất là hay. Rồi ở phía sau nhiều anh em hỏi rằng là cái con này thiết kết nối có dễ không? Quá dễ luôn. Đây các bác có thể thấy rằng là kết nối không có gì khó cả. Nếu như anh em có một đôi loa thì các bác chỉ cần cắm một đường Canon này thôi, hai dây trái phải này thôi này. Đấy, anh em dùng
Hoa Sen như em để các bác kết nối Hoa Sen. Còn các bác dùng cổng quang thì các bác có thể kết nối cổng quang Coptico đây. Đây là anten của Bluetooth của nó này. Đấy, anh em nào mà muốn kết nối thêm súp siêu trầm thì các bác có thể cắm vào đây, súp offer hoặc là cổng center ở đây nhá. Đấy. Nó rất là kết nối rất là đơn giản, và con này là chạy nguồn điện 220. Đấy. Nguồn điện AC 220 này. Đó, kết nối thì không có gì khó cả. Và cái sản phẩm này nó là hàng chính hãng nhá. Gia thì rất là nổi tiếng rồi và nó là hàng chính hãng này. Đấy, hàng chính hãng này. Về này các bác có thể cào cái mã cào này ra giúp em. Rồi, rồi soạn tin nhắn là XT rồi mã số nhé. Rồi gửi đến tổng đài là 8137 thì mã số nó bên trong lớp cào này. Đấy, về các bác cào ra giúp em là kích hoạt bảo hành. Đấy, một dòng vang cực kỳ là đẳng cấp, tiếng rất là hay, hát rất nhẹ nhá, bay tiếng thoát tiếng. Đó, ở đây thì em có 3 mẫu là FX999S, còn bên dưới này thì con bên dưới này con cao cấp hơn, con này nó là KM500MX cơ. Đấy, nhưng mà hiện tại thì đây là những cái dòng vang cơ nó đáng mua nhất. Dòng vang cơ đáng mua nhất 2023. Đấy, tiếng nó rất là hay, không cần phải can thiệp nhiều, không cần phải chỉnh nhiều luôn, rất dễ hát và tiếng nhạc rất hay nhá. Đấy, nó xử lý chip nhân. Đấy, sử dụng chip nhân nên là cho cái chất nhạc, chất mic hoặc là xử lý trùng hú rất là tốt. Đó. Thì đó là một con chip rất là cao cấp nhá. Đấy, anh em có quan tâm, nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp từ Tuyên Vũ để được hỗ trợ nhá. Và xin chào các bác.